Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam VPF và hãng hàng không Bamboo Airways sáng nay đã ký kết hợp đồng tài trợ giải bóng đá Cúp Quốc gia 2020. Giải sẽ chính thức mang tên gọi Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Đánh dấu năm thứ hai liên tiếp, Bamboo Airways đồng hành cùng giải đấu. Với sự góp mặt của 14 đội bóng thuộc V-League 1 và 12 đội đến từ giải hạng nhất, Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 dự kiến sẽ khởi tranh các trận vòng loại ngày 23 tháng 2 hoặc phương án 2 là ngày 3 tháng 4. Kế hoạch trước đó là ngày 9 tháng 2 đã được thay đổi do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra đang diễn biến phức tạp. Các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã lùi lại lịch thi đấu so với dự kiến để tránh nguy cơ lây lan. 26 câu lạc bộ chuyên nghiệp tham dự giải và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tiến vào trận chung kết. Giải thưởng cho đội giành cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 là 1 tỷ đồng và suất dự AFC Cup.